Cái gì đấy? Ui, chưa gì đã thấy lém bom chiêu 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 gì à? Ui, bình tĩnh anh ơi. Em còn chưa có súng thì mẹ đưa ta khẩu súng coi. Ui, mẹ được cái mũ 2. Thì vậy sao lại cởi chặt thế này? Súng ống đâu rồi? 3 hôm nữa là thi SML 2 môn mà vẫn còn 2 quyển chưa đọc. Nếu biết sau này có làm được gì cho đất nước không nữa. Hiu hiu. Nhưng mà có gì đâu em ơi. Đời học sinh thật đéo là chả vào tình cảnh đấy. Cứ cố gắng thôi. Nếu có súng thì mày phải tự vệ. Với lại mình phải một quả. Ui còn súng này đấy chứ, mình phải vãi lồn thế này. Đi phải đặc nhiệm. À đi phải fucking wow seed à. Rồi, bố mình nhìn mà. Bên này đông lắm này. Bên này đông lắm này. Biệt danh là Thánh Ve Chai, yêu nha dấu bé ba. Dấu? Gì mà ve chai nữa đâu, tôi nhặt đồ từ... Tức là tôi chuẩn bị chẳng may hả? Đấy, mày thấy chưa? Cái ly mua mày về chỉ mua vui thôi, lâu lâu buồn lôi ra chửi thôi không? Hùng đéo này cho cái fucking súng ống hay sao nào, đạn dược gì sao vô lý nhỉ? Mình thấy 4-5 thằng nhảy đến đây. Thề mẹ luôn, đi vào khẩu súng còn 25 viên đạn. Ôi toàn máu thế này. Cái gì đây? Cái gì đấy? 25 viên đạn bắn nhau cái gì ba? Áo vest này vest mấy vest 1. Không có nổi một viên đạn thì bắn nhau cái gì? Ui giời ơi. Ui giời ơi. Ui cái gì á, cái gì á, cái gì á. Ui, à đây. Đéo có một ở đây 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 đây. Vai lồn 25 viên đạn, really? Đấy, nó vẫn ở đây mà chẳng qua mình không gặp được ấy, nó vẫn bắn nhau rồi. Trời ơi, 25 viên đạn rất ở đây. Toàn sóc lọ vậy trời. Đấy 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 đấy. Vì vậy mình kêu gọi chúng nó đến, chúng nó tìm bắn nhau rồi kìa. Trời ơi, xin viên đạn coi mấy ông ơi. Cái gì mà đéo có nổi một viên đạn này thì bắn nhau cái gì? Đạn ông ơi, 30 viên thế này thì bắn nhau cái đeo gì? Đạn. No đạn, ok man. Nhìn sao cảm thấy hopeless thế nhở? Sát đây mới bắn được đéo scope. Fucking hell man, how to fucking. Đồ má. Đéo một cái gì lút đi vào hết cả một dãy phố luôn. Đấy, thấy bắn nhau. Mà mình đi, mình vừa ở hướng đấy thì đéo có thằng nào bắn mình. Oh yeah. chim rảnh qua ủng hộ a. Ok, cảm ơn bạn. Quá cảm ơn luôn. Nếu quan tâm bạn là fan virus hay là định phải về vaccine hay là Namoriac hay là cái đéo gì cũng được, thì phải Paladol viên sủi hay là phải nhân sâm thượng hạng hay bất kỳ cái gì, cứ xem của họ vui vẻ, cả bạn cảm thấy vui là mình cũng thấy vui rồi. Đi vào nó bo vào đâu, đi vào nó vẫn chưa bo vào. Ôi đi trên đồi. Oh yeah. Đừng bắn em anh ơi. Đừng bắn em anh ơi. Die from falling. Ok man. Chạy lên thượng nguồn, các cụ bảo rồi. Khi mà có thì phải mệt thảm họa diễn ra thì chỉ có chạy đến thượng nguồn thôi. Các cụ đã dạy thì phải từ thời Napoleon cởi chuồng cho đến thời kỳ khủng long tuyệt chủng rồi. Cứ khi nào có hiểm họa, khi nào có thì phải phái lồn tất cả các thứ gọi là, hiểu không, thảm họa thiên nhiên các thứ thì mình trong bom, có ở trong bo kia đi ơi. Tình ta nhạt phai trong những buổi chiều, phải không? Ấy, có xe. Chạy trên đầu mình. Nếu bỏ qua đây được không ạ? Đéo nhìn thấy một cái gì luôn ấy. Thà luôn, nó nhỏ tí xíu luôn ấy. Đéo gì thì đéo scope. Lang thang cười trên móc bóng tao cầm cầu. Đi về quả này mình đéo biết phải làm sao để có thể vào được. Khu này đéo có nước, nếu mà nó vào cái khu nước là mình nhảy xuống ngay, hiểu không? Các bạn hiểu không? Nếu mà nó vào cái khu nước là mình nhảy xuống, luôn, mình bơi vào, hiểu không? Ơ kia quý người kìa. Ôi, cả. Đây. Xa quá, đéo có scope. Địt mà nó nhỏ tí xíu đéo nhìn thấy được luôn đấy. Oh yeah. Hết tiền rồi, giờ ngồi xem anh Piu chơi game. Cảm ơn em. Khoảng tối mới được. Câu hình dung không? Địt mẹ, nó phải vào khoảng tối mới được. Ui, địt mẹ, chúng nó bắn nhau kinh vãi luôn. Giờ mà nó khử ở góc mình, nó phải chạy thì đấy, ta phải chạy. Đi về làm yên. Oh yeah, yeah. Tôi cố gắng chạy mua cáp cho ổn stream lâu hơn. Đến giờ em vẫn éo hiệu phát cool wow shit với phát wow shit là câu cảm thán nữa mà, như kiểu là ôi vãi lồn hay là kiểu ôi vãi cứt hay là kiểu ôi vãi kề lìn thế kiểu ấy. Anh nghĩ ơi, còn đâu là typical là cái vỉ ngày xưa mà bẻ đầu xong rồi uống ấy, mọi người có biết cái gì không ta? Đéo nhìn thì anh đéo nhìn thấy chúng nó ở đâu luôn ấy. 8 live rồi mà địt đéo không thể nhìn được chúng nó đâu luôn đấy. Oh yeah. Anh Phiêu ơi, anh biết xa hình của anh Phiêu. Bên kia có cái gì mình bắn mình bắn. Oh yeah. Từ hồi xem stream đến nay phán đâu, giờ cảm thấy mình thay đổi cuộc sống, lúc éo và thấy mình thương ngầu vắc kinh oasis. Good. Oh yeah. Bán ở cao LOL danh đi cây 4 mùa 6, mùa 7 chưa danh elo cao. Ai mua PM ở vú em gái in game LOL. Mẹ đuổi nó mà, mẹ đuổi thằng này chết cuối ông ơi. Mẹ nó qua kìa ông ơi, cover fire Mày có cọ. Mày nó có súng snip thì mẹ. Mày cho tao ship tao cho mày sống. Give me the sniper and I'll let you live, bitch. I'll give me the sniper, motherfucker. Suck my dick. Còn mẹ, bố tôi có súng đi. Give me mày nó cứ chạy. Oh fuck your mom, you stop, bitch. Suck my dick. Nó bắn ông ơi! Mẹ, ông bắn tôi à? Tôi bắn nó. Tôi ngồi chung xe với nó ông ơi! Mẹ mày nó bắt cắp tôi đi! Mẹ bắt cắp tôi đi ông ơi! Ông ra để tôi! Ông cứ chạy! Tôi cứ đuổi theo! Ông làm chụp làm đi, nó bắt cắp tôi ơi! Tôi không để ông chết được! Yên tâm cùng lắm tôi chơi lại đi! Mẹ không sao đâu, ông yên tâm! Thằng nó chạy đến đâu tôi cũng đuổi nó, thằng nó không còn bạn nữa, nó mới chạy kiểu đấy! Ông sao nhảy xuống rồi? Đừng nói thế rồi, cái dao nó chém tôi từ đằng sau ông ơi. Hả? Sao nhảy xuống? Nó có dao nó chém, nó nhảy từ đằng sau rồi nó chém vào đầu tôi thì mẹ mất cái chết rồi nè. Cắt cổ tôi từ đằng sau mẹ mất nhảy vãi rồi trò chó nè. Mẹ hết máu rồi. Mẹ nó quay hết tông tôi kìa mày. Nó tìm tôi nó tông kìa. Mẹ nó tìm tôi nó tông kìa mày. Sao bị lướt tôi đi. Tao vô xe mày tiếp. Tao vô xe mày tiếp thì mẹ mày. Ông ơi, ông tịt mẹ, ông chạy với tôi, ông dám chạy đi, tôi đuổi. Ông ơi, tôi đâu có trong xe ông ơi. Đó. Tịt cô mẹ, tôi chạy đi, tôi đuổi ra được. Tịt mẹ, bố bỏ cặp xuống tôi. Ông đấm nó. Ơi, nó thử chém tôi ông ơi, nó còn trong xe thử chém tôi. Mẹ ông ra đây. Đấy, đang đuổi theo tịt mẹ. Mẹ ấy, nó không. Tôi không nói chung trong xe thì mẹ ơi. Nó ngồi ra đây ông ơi, ông đấm nó. Nó chạy ra đi mẹ. Yes, give me a sniper and I'll let you live. Be friends first, I want a sniper. Ông cướp lúc mà nó đổi chỗ ông để nhảy con mẹ xuống con đi. Đâu ơi, chạy đi ông ơi, what the fuck đi. Còn mẹ. Thôi nhảy xuống cứu tôi ông ơi. Nhảy xuống cứu tôi ông ơi. Cứu đi, ông quay lại đâm kìa ông ơi. Mẹ ơi. God, we should be friends. Oh, that's on the car! Drive, bitch! Yeah, drive! Right, we'll be friends, yeah? Are we gonna be friends this game? Me and you, top 1 and 2, alright? We be friends, alright? Hello? Can we play together? Yeah, top 1 and 2, okay? Me and you. Top 1 and 2, okay? No, don't each other, okay? Okay? Me and you. Me and you, top 1 and 2. We don't kill each other, okay? Work together, okay? Okay. Friendly. Let's go find a house. We don't have any money. We don't have anything. Let's go find a house. We're gonna do some stuff. Well, I'm looting. Yeah, I'm looting. Do you want medkit? I got medkit. Wait, let me talk medkit. Yeah. I said I got medkit. Wait, where's it? What the fuck is it? Fuck you! You killed my bro, bitch! You killed my bro! That was my bro, bitch! You ran him over! Fuck you! I'll shit on your face, bitch! Fuck you! You killed my bro, motherfucker! You ran over my friends! You ran over my friends! Nó nói rồi gì? Accident. Ok, accident cái đéo. cản gia đình mình mà ngồi đấy từng accident cái đéo vậy đây mẹ. Ở nước ngoài dễ tin người quá à. Mẹ gặp anh em mình thì thôi. Đi cơn mẹ giờ chảy vãi cả lồn luôn.